Hello, em ấy xin chào toàn bộ các chị yêu quý của em. Hôm nay thì em ấy sẽ giới thiệu với các chị yêu của chúng ta một cái quy trình chăm sóc da sau vi kim để đảm bảo sau khi thay da sinh học xong thì da của các chị nó sẽ được một cái lớp da hoàn toàn mới, thực sự là khỏe mạnh và thay thế cho những cái lớp da bị lão hóa, bị nám, bị mụn và tất cả những cái lớp da mà bị những cái vấn đề liên quan đến cái bệnh lý về da trước đó. Thì với cái bộ vi kim siêu nano sinh học của bên Huế thì cái quá trình thay da nó sẽ diễn ra liên tiếp trong vòng 28 ngày. Và trong 28 ngày đó thì cái cách dưỡng cũng như là cái cách chăm sóc da nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái cách mà trước đây các chị sử dụng. Thì đầu tiên trong cái quá trình thay da sau vi kim thì chúng ta sẽ sử dụng ưu tiên đầu tiên đó là cái tế bào gốc. Đây là dòng tế bào gốc chiết xuất từ hoàn toàn từ thực vật. Cái nền của nó là nền thực vật nên các chị nhìn là cái dạng nó là dạng màu xanh như thế này. Và với những cái nền thực vật cộng với 12 cái peptide ở trong cái thành phần này thì cái da của chúng ta nó sẽ được thay mới hoàn toàn, kích thích khả năng tăng sinh những cái tế bào mới và làm tăng những cái biểu bì mô ở dưới da lên nhanh hơn. Đặc biệt là trong cái sản phẩm này thì nó có chứa những cái thành phần vô cùng là tốt cho những cái vấn đề da lão hóa, da mụn, da nám. Thế nên là chúng ta chỉ cần sử dụng một cái lọ sản phẩm tế bào gốc này trong suốt cái quá trình vi kim 3 ngày đầu tiên. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cho em Huế ví dụ như là một lớp nước hoa hồng. Đây là dòng nước hoa hồng S cộng, nó có tác dụng là cấp ẩm và giúp cho da có cái độ cân bằng pH. Thì khi mà chúng ta sử dụng vi kim trong 3 ngày đầu, chúng ta sẽ hạn chế tối đa cái quá trình mà rửa sữa rửa mặt và tác động bằng những cái chất hóa học vào trong da của các chị. Nên là chúng ta sẽ chỉ sử dụng nước hoa hồng. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cho em Huế cái tế bào gốc B-cell này để làm cho cái quá trình vi kim của chúng ta được hoàn thiện và tái tạo lại cái lớp da mới nhanh nhất. Và một điều không thể thiếu đó là sử dụng kem chống nắng EGF trong quá trình vi kim. Thì khi mà vi kim thì cái làn da của chúng ta rất là mỏng, làn da của chúng ta rất là non, thế đâm ra là nó sẽ cần phải được bảo vệ bởi cái ánh nắng mặt trời. Chính vì thế nên chúng ta sẽ phải sử dụng cho em Huế là 3 tiếng chúng ta sẽ chống nắng lại một lần. Thì cái cách mà để cho giúp cho cái việc mà hiệu quả cho cái vấn đề chống nắng thì chúng ta sẽ có một cái chai xịt khoáng như thế này. Đây là chai xịt khoáng của December và chúng ta sẽ sử dụng cho tất cả các loại da, ví dụ như da mỏng đỏ yếu, da mụn hay là những cái vấn đề da nám lão hóa, chúng ta đều có thể sử dụng được cái chai xịt khoáng này. 2 tiếng thì các chị sẽ xịt khoáng cho em Huế một lần trước khi sử dụng lại cái kem chống nắng nha các chị nhá. Cái kem chống nắng này thì thành phần của nó là thành phần tế bào gốc EGF và chiết xuất từ dịch nhầy ốc sen và những cái thành phần thực vật khác, thế đâm ra là nó có cái tác dụng ngoài cái việc bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, những cái tia tử ngoại tác động vào gây ra quá trình lão hóa cũng như là cái quá trình mà nám sạm ở trên bề mặt da, thì nó còn có một tác dụng nữa đó là nuôi dưỡng cho cái làn da mới của chúng ta thực sự là khỏe mạnh và thích nghi nhanh hơn với cái điều kiện của môi trường nha các chị nhá, tránh cái trường hợp là bị tăng sắc tố rất là nhiều. Sau đó thì từ hoặc là như thế này, nếu như mà chị nào mà vẫn phải tiếp xúc với môi trường nhiều bụi bẩn, vẫn phải tiếp xúc với cái môi trường mà có nhiều những cái mà không có tốt cho da, hoặc là chúng ta vẫn làm việc ở ngoài thường xuyên, thì chúng ta có thể là không sử dụng sữa rửa mặt nhưng chúng ta có thể sử dụng dòng nước rửa mặt của bên December. Cái dòng nước rửa mặt này thì các chị có thể sử dụng cho Huế ngày 2 lần để thay thế cái sữa rửa mặt trong 3 ngày đầu tiên trong quá trình vi kim. Bởi vì vi kim thì chúng ta sẽ thấy là cái tảo nó sẽ hoạt động liên tiếp và nó sẽ sửa chữa những cái khuyết điểm ở dưới cái vùng da của các chị liên tiếp trong vòng 72 tiếng là 3 ngày. Chính vì thế nên chúng ta sẽ không có sử dụng sữa rửa mặt mà chúng ta sẽ thay thế cho Huế bằng cái nước rửa mặt này nhé, để đảm bảo là cái da của chúng ta nó cực kỳ an toàn. Sau đó từ ngày thứ tư trở đi, thì chúng ta sẽ trong cái quá trình vi kim thì việc đầu tiên là các chị sẽ sử dụng đến sữa rửa mặt cho em Huế. Thì chúng ta có thể sử dụng qua nước rửa mặt này, sau đó thì chúng ta có thể sử dụng qua sữa rửa mặt dạng sữa dòng S cộng, rồi là chúng ta sẽ sử dụng đến một lớp gọi là xịt khoáng. Sau đó thì chúng ta sẽ đắp mặt nạ, một miếng mặt nạ tơ lụa này có chứa tế bào gốc này cho em Huế. Thì cái miếng mặt nạ tơ lụa này là đắp vào ngày thứ 3, tức là đêm ngày thứ 3 sau vi kim thì chúng ta có thể là sử dụng cái sản phẩm mặt nạ tơ lụa này để giúp cho chúng ta có thể giữ được cái độ ẩm và làm sáng cũng như là làm mới toàn bộ những cái bề mặt da, mới đẩy lên trên cái lớp sừng ở trên da của chúng ta ở lớp ngoài cùng nhé các chị yêu ha.
Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục dưỡng cho em Huế này. Chúng ta sẽ sử dụng nước hoa hồng này, chúng ta sẽ sử dụng tế bào gốc này, chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái chai essence và một cái chai kem. Thì với cái nền da mà bị mụn thì chúng ta sẽ sử dụng essence và kem mụn. Còn đối với nền da mà bị nám thì chúng ta sẽ sử dụng essence và kem nám. Đối với nền da mà lão hóa, chúng ta sẽ sử dụng cái essence và kem lão hóa. Đó, thì mỗi một loại da thì sẽ có một cái loại kem tương ứng khác nhau. Nên là chúng ta sẽ tùy theo từng cái tình trạng da của các chị để các chị có thể sử dụng được những cái dòng sản phẩm kem tương ứng với từng loại da của các chị. Còn cái tế bào gốc B-cell này thì một bộ của nó là gồm có 10 hộp như thế này. Và các chị có thể sử dụng xuyên suốt trong cái quá trình vi kim và sau vi kim hoặc trước vi kim. Nếu như trước khi vi kim mà da của chúng ta yếu, chúng ta cảm thấy là nó chưa an toàn cho vấn đề vi kim, các chị có thể sử dụng trước cho em Huế cái tế bào gốc chứa cái mặt nạ chứa tế bào gốc người như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng phục hồi cho em Huế 1 tháng 28 ngày bằng cái tế bào gốc này trước cái quá trình vi kim. Sau đó thì sau quá trình vi kim chúng ta lại tiếp tục sử dụng nữa, thì cái da chúng ta nó sẽ rất là khỏe mạnh. Và đặc biệt nữa là nó sẽ hạn chế được cái quá trình mà da chúng ta bị mỏng, bị đỏ, bị rát. Và đặc biệt là nó không bao giờ bị hiện tượng tăng sắc tố sau vi kim các chị nha. Đó, vậy thì là Huế đã nói về các chị, nói rõ, rất là rõ cho các chị về cái quá trình mà chúng ta sẽ dưỡng da như thế nào trước khi vi kim, trong cái quá trình vi kim và sau cái quá trình vi kim như thế nào. Các chị có cái câu hỏi gì các chị hãy inbox cho bên em, những đội ngũ chuyên viên của bên em Huế sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các chị, cũng như là giúp cho các chị có được cái làn da thực sự là đẹp sau cái liệu trình peel da và thay da trong 28 ngày nhé. Em Huế tạm biệt các chị và hẹn gặp lại các chị ở những livestream tiếp theo.